Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn có điểm gì mới ở phiên bản cập nhật phần mềm lần này của FPT Playbox 2019. Phiên bản nâng cấp lần này là phiên bản PlayOS 9.4.55, sẽ có 3 điểm khác biệt như sau. 1. Phần giao diện màn hình chính đã thay đổi lại là chỉ số không khí AQI, thay vì trước đó là cập nhật thông tin COVID-19. 2. Mục cài đặt đã được mở rộng, trở về giao diện cài đặt mặc định của Android TV. Giờ đây các bạn có thể xem thêm các thông tin cài đặt chi tiết, cũng như truy cập được mục ứng dụng để xem các ứng dụng đã cài và xóa dữ liệu các ứng dụng khi sử dụng quá lâu. 3. Là kho ứng dụng FPT Play Store đã được thay đổi thành mục mở rộng ngay tại màn hình chính để dễ dàng sử dụng, truy cập nhanh và tiện lợi hơn. Các ứng dụng camera, chrome và ứng dụng khác vẫn được giữ lại để khách hàng có thể tải thêm. Đặc biệt phần cài đặt cũ trước đây vẫn được giữ lại, đó là ứng dụng FPT Setting để các bạn dễ dàng sử dụng hơn các mục cũng như là thói quen quen thuộc sử dụng. Như vậy là mình đã điểm lại 3 sự thay đổi ở phiên bản cập nhật PlayOS lần này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.